shit. Run. Yeah, boy. Run. It was at this moment that he knew he fucked up. You're gonna burst a stray balloon. Keep your eyes on Sir Alex. It was that last win. It was a huge win. I mean, game definitely decides the title. What night is it, Kelly? Can't touch this. Manchester Derby, Wednesday, 7 o'clock on... Tay đây là mãi bên nhau bạn nhé.
Tối đi nhậu không mày? Ok he he. Đéo. Ê mày bồ mày gửi thế này. Mày có người yêu á? Đâu đưa tao coi. Ê bồ mày cũng gửi thế này. Này lắm thằng có bồ được gửi thư thế tao xem với. Đéo. Viết thư gửi người yêu sao mà chăm chú thế. Ông mà làm phiền nữa là thẻ đỏ nhé. Tôi chỉ quan tâm cuộc sống nó tí thôi mà cái thằng trọng tài làm căng quá. Phải tôi mèo mèo meo cho mấy phát. Chơi xấu thì ăn kẻ đéo nói nhiều ok. Có bim bim à, cho ăn kẻ với. Ngon không? Ừ, ngon. Giocatore di Cannavaro. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo. Pirlo, ancora Pirlo, di tetto. Tiro! Có điện thoại à, đưa xem nào. Alo. Mà nhớ anh không nhớ à, làm gì đây đến với anh này, hỡi em yêu đừng có buồn phiền. Alo alo, thế em đang vui cùng ai, có biết anh buồn chẳng nói nên câu này, nàng hỡi đừng chờ bài nha.